Rồi, xin chào các bạn nha. Bây giờ là buổi sáng ngày 3 tháng 3 năm 2021. Mình tiếp tục video hôm nay, mình sẽ giao lưu với các bạn một cây cúc lai và một cây giáo hương nha các bạn. Tất cả đều là dáng lông. Rồi. Đây là cây số 1 trong video. Cây số 1 này nó có chiều cao là 80, thân rộng 60, hoành thân 12 và hành cu nó là 25. Một cây cúc lai ha. Mình hồi cúc lai này các bạn, nó có 3 lớp á. Rồi, nhụy đó rõ ràng. Ok. Đây là cái bộ gốc đế của nó. Bộ gốc đế của cây ha. Nó có những cái bộ rễ chính trái tứ diện luôn ha các bạn. Trái đều luôn á. Bộ rễ chính trái đều luôn. Da của nó nè các bạn. Rất là già ha. Đường thân đi lên đó nè. Đây là một cây giáng lông nha các bạn. Mình vừa tỉa tán lại bớt rồi. Vẫn giữ mặt hoa cho các bạn xem ha. Rồi. Cây này nó có chiều cao là 80 đó các bạn. Không. Cây này có 9 chi một ngọn nha các bạn. Không. Tứ diện nó rất là đều luôn. Tây tán rồi chung hết rồi. Rồi. Một cây giáng lông cúc lai. Mình sẽ qua cây thứ hai, đây là cây giáo hương. Cây giáo hương này nó có một cái bộ gốc đế rất là quái nha các bạn. Có cái u ở chỗ này nè. Này nè ha. Có cái u ở chỗ này nè. Nhìn giống như đầu là đầu ké lai hán ha. Nó có những khoảng trống rất là cổ kính. Bởi vì cây này nó còn già rồi, già nó còn sần sùi rồi. Đó. Một cái rễ nó to hơn con cái mình rất là nhiều. Đây là da trơn nha các bạn. Những cái này là da trơn này. Cái dòng giáo là hay có da trơn, ít khi có da xù lắm. Cúc thì da xù nhiều, giáo thì da trơn. Đường thân lét lượng của nó lên này các bạn. Một cái cây giáng lông. Mình sẽ quay tứ diện cây này rồi mình sẽ báo thông số ha. Đó. Không. Mình chỉ lấy nem chi một ngọn thôi. Cây này lấy nem chi một ngọn. Và nếu các bạn không thích giáng lông như thế này thì các bạn cắt cho nó gọn lại ha. Cắt tầm tới đây thôi. Tầm tới này để mình chơi kiểu như bonsai mini. Hoành cốt nó cũng rất là ok nha. Hoành cốt nó dốc nhọn lên trên. Không, dốc nhọn lên trên này. Đây là một cái mạch kho nó nha các bạn. Một cái cây giáo hương ha. Mạch kho nó cánh khít nha. Rất là thơm luôn. Vàng tươi ha. Nhụy đó rõ ràng. Rồi. Này cá nó ở những cái bông chùm này nè các bạn. Đó. Bông chùm nó đó. Một cái nụ nó có thể ra được nhiều bông khác nhau. Một cái nụ nữa nè. Nó nở bông chùm này nè. Không. Rồi mạch hoa giáo hương.
Nó có thể có từ 5 đến 8 cánh nha. Nó có một cái hương thơm rất là nhiều. Mùi hương dễ chịu. Đó. Chơi theo kiểu lùng ha. Rồi, mình sẽ báo thông số. Nó có chiều cao là 70, tán rộng 60. Hoành thân của nó là 15. Một hoành đế của nó là 30. Một cây giao hương. Rồi. Dè dìa của nó này các bạn xem này. Không. Một cái cây giáo cực kỳ khỏe mạnh luôn. Mình đã bấm chi tàn lại. Nó có những khoảng trống dưới bộ đế rễ nó các bạn. Có thể mình có thể nhìn xuyên qua bên kia được nè. Đó không. Rồi. Để mình moi cái lớp đất ở chỗ này ra. Bởi vì vừa rồi mình mới sạc cái mô đất cao á, mình sạc ra mình mới thấy được cái bộ gốc đế nó nha. Không. Nó trống không? Trống nhìn trống bên kia luôn không? Cái này có tứ trụ. Một này, hai này. Hai trụ bên này với hai trụ bên kia nữa nha. Đó, cái này tứ trụ này. Nhìn rất là vững chãi ha, một cái bộ đỡ gốc đỡ vững chãi luôn. Nó có những cái rễ nó đi ra theo kiểu như là nó chia làm hai này. Đây là ngã ba đường. Một cái bộ gốc đỡ rễ rất là đẹp. Vững chãi nữa. Rồi, các bạn có nhu cầu sở hữu cây nào thì hãy alo đến mình qua số điện thoại là 0394071359 hoặc số Zalo là 0849020790 để sở hữu nha. Đây là cây số 2 trong video. Đây là cây số 1. Cái nào cũng gốc đỡ già và rỡ trái đều hết á. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo.